Dự án chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư với mục tiêu kiểm soát ngập do chiều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 6 năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, thực tế tới nay cũng chỉ mới thực hiện được hơn 90% khối lượng vì thiếu vốn. Đây là cống điều tiết Phú Định, là một trong 6 cống điều tiết thuộc dự án giải quyết ngập do triều của thành phố Hồ Chí Minh. Cống điều tiết được xây dựng ở trên kênh đôi để nhằm ngăn thủy triều từ sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc vào khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên tới thời điểm bây giờ thì dự án vẫn đang dang dở và công trình thì không có một bóng công nhân nào thi công. Công trình vắng lặng, những cục sắt rỉ sét nằm chơ vơ, tôn rào chắn công trình nghiêng ngả, chỗ có chỗ không. Đây là thực trạng thi công của cống điều tiết Phú Định trong nhiều tháng nay. Sự chậm trễ kéo dài của dự án đã gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân, nhất là những hộ sống gần công trình thi công. Quá lâu rồi, 2016 bây giờ tới 24 rồi, mà chưa kế hoạch làm gì hết ráo á. Đó, bây giờ người dân đây tôi rất bức xúc, nhưng mà đã đi huyện, đi đủ thứ rồi. Bây giờ người dân cũng không biết đi đâu. Tôi yêu cầu á, phải đẩy nhanh tiến độ cho dân hưởng đi, bao nhiêu năm rồi. Thật sự đi nói cũng nói cho qua, cho có nói thôi chứ cũng chẳng có ích lợi gì á, tôi nói thật. Tình trạng ngập nước thì lâu nay. Có, rất ngập nước, khi mà mưa lớn mà triều cường là ngập. Không chỉ cống điều tiết Phú Định, việc đắp chiếu ngừng thi công suốt nhiều tháng qua là tình trạng chung của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của thành phố Hồ Chí Minh. Sự lãng phí của dự án cùng tình trạng ngập triền miên mỗi khi mưa và triều cường đã khiến người dân thành phố hết sức bức xúc. Do đó, tại buổi tiếp xúc cử tri với ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cử tri đề nghị thành phố cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án. Dự án 10.000 tỷ chống ngập cho thành phố ở đây á, thì cũng từ năm 2 mấy đến giờ cũng là dập dìu. Thế nên cách đây 2-3 năm nghe nói là đâu có tiền rồi, chuẩn bị khởi công lại, nhưng mà bây giờ vẫn như thế. Thế thì cái này không biết có làm nữa hay không, mà làm đến bao giờ xong. Thì bây giờ trả lời là dự án này có tiếp tục hay không? Là tiếp tục. Nhưng muốn trước khi tiếp tục là chúng ta phải tháo gỡ những cái điều kiện về vốn. Và số tiền cần để hoàn thành công việc còn lại khoảng 1.800 tỷ. Nhưng nhà đầu tư không có đủ tài chính để tiếp tục. Chúng ta đã dành ngân sách thành phố 5.700 tỷ để trả nợ cho dự án này. Nhưng chúng ta chưa có điều kiện để trả. Bởi vì dự án chưa xong. Để tháo gỡ vướng mắc khó khăn về nguồn vốn cho dự án, hiện thành phố đang xin cơ chế thanh toán phần dự án đã hoàn thành để chủ đầu tư có vốn tiếp tục thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành, sẽ tiến hành nghiệm thu và thanh toán nốt phần còn lại theo điều khoản của hợp đồng. Theo đó, nếu cơ chế này được chấp thuận, thì dự án sẽ mất 1,5 tháng để khởi động và 6 tháng để hoàn thành. Thưa quý vị, liên quan tới loạt chung cư mini vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Thạch Thất, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân với 3 chủ tịch xã, gồm xã Tân Xã, Thạch Hòa và Bình Yên, để tập trung xử lý các chung cư mini, nhà ở xây trái phép. Thời gian tạm đình chỉ từ nay đến hết tháng 12 năm 2023. Trong thời gian tạm đình chỉ, 3 người này phải giải quyết xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn. Hiện ba xã Tân Xã, Thạch Hòa, Bình Yên có 30 công trình sai phép vi phạm trật tự xây dựng hoặc vi phạm phòng cháy. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp các bên liên quan kiểm tra công trình chung cư cao cấp Mai Hùng tại xã Tân Xã, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân.